Hello, xin chào các đồng chí và các bạn thân thương của Lợi Minh. Chúc các bạn cũng như bà con ở quốc nội một ngày lễ mùa Quốc Khánh tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Từ miền xa xôi nơi xứ người, Lợi Minh luôn hướng về dưới quê hương và tổ quốc thân yêu của chúng ta. Cái lũ chống cộng dòi bọ chúng nó hô hào biểu tình biểu tiết biểu cái ông nội cha tụi nó gọi là bạo động bạo loạn gì đó, đúng là mấy cái đám khùng khùng dở hơi biết bơi. Nhất là mấy cái đám chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, mấy cái đám này nó bị khùng. Các bạn nghĩ đi, đây, một cái đất nước đang bình yên, đang xây dựng, đang đổi mới, đang phát triển mà nó lên mạng nó hô hào, nó kêu gọi xuống đường, nó bày đủ thứ trò bạo động bạo loạn, rồi quăng bom đặt mìn, rồi chế tạo những cái hung khí để đặng mà làm loạn cái xã hội. Đúng là cái đám này nó bị quan tưởng mà nó bị khùng hết thuốc chữa luôn. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Nhất là cái đám mà của thằng Benny Trương, Tân Thái, Ron Sơ Đào luôn. Cái đám này nó ngu dã man luôn. Nó ngu một cách cực kỳ. Nó ở bên đất Mỹ mà nó ngu. Nó sống nó một cái quốc gia mà gọi là dân chủ, nó tự cho là dân chủ, nhân quyền, rồi những một cái quốc gia mà nó lúc nào nó cũng đánh bóng hết. Thế mà nó lại xúi người dân trong nước đi làm bạo loạn. Thì anh chị em các bạn nghĩ đi, đó có phải là tính cách nhân văn nhân bản của những người mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ không? Đây, tôi nói rồi, cái lũ là lũ ô hợp, lũ côn đồ. Đây, bởi vì ông Nguyễn Cao Kỳ còn chửi tụi nó mà. Cái đám này nó bị quan tưởng, nó bị khùng khùng điên điên dở hơi biết bơi hay sao. Nó nghĩ rằng hơn 90 triệu dân Việt Nam trong nước ai cũng giống như tụi nó hết. Nó nghĩ rằng nó đi xuống, nó xúi dục những cái người mà gọi là bất mãn trong một cái xã hội, rằng người ta sẽ nghe theo nó. Mấy hôm nay lại có mấy cái đám khùng khùng ở trong nước cũng nhoi nhoi lóc nhóc như con dồi lên chửi Lợi Minh. Mắc cười chứ. Chứ đất nước bình yên mà đâu có ai mà để cho mấy cái đám khùng khùng điên điên này mà nó làm mấy cái chuyện mà dở hơi như vậy. Không có ai mà chấp nhận một cái xã hội văn minh, một cái đất nước đang phát triển và đổi mới. Ngày lễ độc lập, bà con, ngày lễ Quốc Khánh, anh chị em các bạn thấy cả nước ai cũng được nghỉ lễ, được đi chơi, người ta đi du lịch, rồi người ta cuộc sống gia đình họ tổ chức vui vẻ. Mà trong khi đó mấy cái đám mà nó tự hào gọi là dân chủ ở bên kia bờ đại dương đó, nó tự hào, nó phe là tao là ở Mỹ, ở hải ngoại rồi là ngon lắm. Bắt đầu các bạn thấy nó lên mạng rồi, thằng thì giác bình xăng, thằng thì giác cái thúng, cái bị, cái búa, cái tùm lum hết. Rào thét lên, xuống đường. Đúng là nó bị cái gì á, nó mấy cái thằng này nó bị quan tưởng. Nó quan tưởng khủng khiếp luôn. Tự cái lũ mà chống cộng cực đoan này tự nó làm ô nhục những người kiều bào ở hải ngoại, nó làm mất mặt những người mà Việt kiều, người ta đang sống ở hải ngoại, người ta đang đồng hành với quê hương để đổi mới, gọi là để xây dựng đất nước ngày một tốt hơn. Các bạn thấy, bởi nhiều khi tôi nói nó đụng chạm với chữ Việt kiều, thành ra mong các bạn là những người mà Việt kiều thiệt thì đừng có tự ái. Nhiều khi Lợi Minh nói chuyện cái tánh thì cũng nói chung là nghĩ sao nói vậy thôi, chứ không có méo mó hết trơn á. Bởi có nhiều người nhiều khi nhảy vô chụp có chữ bắt đầu rồi cái tự ái, rồi giận, rồi hờn, rồi nói sao Lợi Minh chửi tôi thế này thế nọ. Vàng thật thì mình không nên sợ lửa, mà tánh của tôi là cứ là quất thẳng tới thôi, không có phải mà kiểu mà phải cái kiểu giống như mình phải nịnh bợ, nó đại toẹt móng heo ra như vậy cho rồi. Đây, trong chính trị cũng vậy, mình phải có cái sự gọi là thẳng thắn, sòng phẳng,
cứ đừng kiểu mà nửa mùa đi làm chính trị mà đừng kiểu như nửa mùa lên đó yêu nước, kiểu như yêu nước nửa mùa. Yêu nước bởi vì tôi thấy Lợi Minh nó dày dày dày, đại khái vậy đi không, nó vậy vậy vậy. Bởi vì Lợi Minh nó lên trên này nó nói nghe hay, bắt đầu cái tân bốc Lợi Minh, rồi xong vài bữa cái thấy không được rồi là bắt đầu quay qua chửi Lợi Minh. Trong chính trị mình phải có sự dứt khoát, nếu không làm được thì nghỉ mẹ ở nhà nghỉ đi, chứ đừng có lên thao thao xin lên mạng mà ngồi đó kiểu chính trị nửa mùa dở hơi biết bơi. Còn không thì đi ra ngoài đời sống cho nó thật, sống cho nó thật cái con người mình. Đừng có bắt chước mấy cái lũ mà bao que ô hợp, mấy cái lũ mà chống cộng cực đoan, đừng có bắt chước như vậy. Làm con người phải có bản lãnh, phải có bản lãnh, nhất là mình là người đàn ông nữa. Mấy cái lũ mà giờ mà ba que chống cộng đồ ô hợp trong và ngoài nước, tôi đã ghét mấy cái lũ này rồi. Toàn là cái thứ không ra gì hết, không ra cái ôm gì hết. Mười thằng mười đứa, hết mười đứa rồi, toàn là đi chống đầu dưới đất. Cả ngày hôm nay tôi ngồi mà tôi thét với tụi nó một cái điều mà mỗi cả cái tai luôn, mỗi cả cái tai luôn, nó ngu da man luôn. Nó ca ngợi nước Mỹ, nó thần tượng nước Mỹ. Mà tới chừng tôi hỏi nó về lịch sử hay những cái mà vấn nạn của Mỹ, không biết con mẹ gì hết. Toàn là nói theo cảm tính không, toàn là đi chống đầu đất không, ngu giả mà. Các bạn vào trong cái live stream của tôi vừa rồi coi mấy thằng mà chống cộng cực đoan bên Mỹ nó nói chuyện mà thứ mà ngồi cười mà cười té ghế luôn, nó buồn cười làm sao. Ngày lễ độc lập là cái ngày mà gọi là đất nước cùng mừng vui. Trong những năm gần đây các bạn thấy ngay cả ông thị trưởng của San Francisco bên Mỹ đó, người ta cũng đồng hành với lại đất nước Việt Nam là cái ngày độc lập, cùng chung nhau chia sẻ cái sự hòa bình. Các bạn thấy người ta sống nhân bản và nhân văn, mà trong khi đó cái lũ chống cộng dòi bỏ ô hợp xuống đường, cái bà nội cha tụi bay cái xuống đường cốc đầu từ thằng hết. Rồi mấy cái đá mà lôi trôi lóc nhóc như con nhồi chạy theo, nó cho nó thảy ba ít đô la bắt đầu chạy theo ăn rồi khen, rồi bắt đầu đội nó trên đầu. Có anh thằng chị Kiều Mỹ của anh Cali nó dọa tôi mắc cười mẹ. Nó dọa tôi mà nó ngồi nó cười đau cái bụng luôn. Ở trong quê hương, nhưng mà tôi hình dung ra được, tôi màng tượng ra được, tôi suy nghĩ ra được cái cảnh thanh bình của đất nước. Tại vì tôi về Việt Nam tôi sống tôi hiểu. Tôi sống 10 năm nay, gần 10 năm nay rồi tôi hiểu. Tôi biết được một cái xã hội Việt Nam đang đổi mới phát triển, nhà nhà người 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 ta đang vươn lên để phấn đấu tốt hơn. Còn cái lũ chống cộng ô hợp ở bên Mỹ dồi bỏ cài má nó nhìn không ra luôn. Từng này bên Mỹ là gọi là lễ lao động thì phải, Labor Day rồi, đúng là lễ lao động, lễ quốc tế lao động, các bạn biết hai đây cũng 2 tháng 9 được nghỉ. Dân Mỹ nó cũng đi chơi, nó cũng gọi là có một cái cuối tuần nó dài, họ cũng đi chơi. Việt Nam mình bây giờ cũng vậy thôi, cuộc sống đâu có ai muốn chiến tranh hay là bạo loạn làm cho đời sống nó khổ hơn. Xuống đường không cho lên mạng gì đó, không cho lên mạng thì ta xuống đường. Đúng là cái đám khùng khùng điên nhất kìa. Mấy thằng khùng vô thấy thằng Tân Thái, thằng Ben Chương, Ngô Sa Đào đồ rào thét lên, không cho lên mạng thì xuống đường. Đúng là mấy thằng này nó bị quan tưởng, nó bị bệnh thần kinh hay gì á. Thôi giờ nói tới mấy cái đám này là thấy ớn chè đậu. Mà phải nói rất là vui, hôm nay là ngày 2 tháng 9 ở Việt Nam,
Lợi Minh lúc nào cũng hướng về với quê hương. Họ cái trong họ tâm hồn của Lợi Minh này, mặc dù đang ở xa quê hương nhưng mà lúc nào cũng nghĩ về quê hương, mà thấy lúc nào cũng quê hương đang ở cạnh bên mình đó. Nó lạ vậy đó. Có những lúc ngồi cũng nhớ về quê hương, cuộc sống thanh bình và đất nước đang đổi mới từng ngày và từng giờ, rất là dễ thương, phải nói là nhớ lắm các bạn. Có nhiều khi lên thấy một số anh chị em các bạn trong nước ngồi ăn uống hay nói chuyện rồi trò chuyện rồi đó, thấy nó vui lắm, nó thư giãn lắm. Hello, một lần nữa chào anh chị em các bạn nha. Phải nói là Lợi Minh rất là vui nhìn thấy quê hương đất nước của mình phát triển và đổi mới từng ngày từng giờ. Người dân Việt Nam đang có cuộc sống tốt hơn, chứ không phải giống như cái lũ mà chống cộng ô hợp dồi bỏ bên Mỹ nó tuyên truyền đâu. Các bạn nhìn thấy đi, tụi nó toàn là một cái đạo quân ô hợp, không có ra một cái hồn vía gì chân á. Bà con quốc nội chịu khó cứ tìm hiểu lên mạng đi, nó đầy ở trên đó. Lên vào ở trong cái mà diễn đàn, vào trong một cái mạng xã hội của gọi là Power Talk, vào đó thôi, toàn ơi toàn là cái đám ở bên Mỹ á, nó lập ra những cái diễn đàn, nó tuột quần tuột áo, nó vũ sexy, rồi nó chửi lộn, rồi nó chửi cộng sản, rồi nó chửi quê hương, rồi xong rồi vài bữa nó tuột quần tuột áo, rồi nó lừa đảo nhau. Úi trời ơi, mai là cái Facebook này của Hồng Mát nó có một những cái tiêu chuẩn của nó, cho nên nó chưa có loạn. Chứ không thôi thì mấy thằng mà chống cộng ô hợp bên Mỹ nó cũng làm nát hết. Bởi vì các bạn biết cái mà mạng xã hội Facebook nó ra đời cũng mười mấy năm rồi đó, nó không lớn nổi. Tại cái đám dân mà chống cộng bên Mỹ ô hợp nó vô đó nó làm nát hết trơn. Bô đó toàn là những cái diễn đàn chống cộng ô hợp, nó không có ra hồn vía gì hết trơn. Những cái tai mà chống cộng khét tiếng rồi dần 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 cái cũng bị lộ cái đồi cái đuôi ra, lừa đảo lừa gạt đủ thứ chuyện hết. Cho nên chúng ta là những người Việt Nam yêu nước, chúng ta hãy tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước hiện nay đang đối ngoại và đối nội để làm sao cho đất nước phát triển bền vững và tốt đẹp hơn. Xin chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Lợi Minh mỗi ngày một thông điệp xin gửi đến về với quê hương đất nước, nơi mà Lợi Minh yêu mến nhất, không có nơi nào như quê hương của mình cả. Và quyết tâm phải vạch mặt cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại, nhất là trên đất Mỹ này. Phải quyết tâm, không nhân nhượng chúng nó. Và đồng hành cùng bác và đảng và nhân dân và những người yêu nước chân chính vạch mặt chúng nó. Tôi kêu gọi bà con kiều bào ở hải ngoại và những người yêu nước chân chính, hãy cất lên những tiếng nói, lấy lại những cái uy tín và những cái hình ảnh đẹp của những người kiều bào hiểu biết ở hải ngoại. Đừng để những kẻ chống cộng ô hợp như tụi Benny Chuyên, Rosa Đào, Tân Thái, vân 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 vân, tụi nó là những thành phần gọi là mị dân, xảo trá và bịp bợm, lũ côn đồ và lưu manh mất dạy nhất ở trên cái xã hội Mỹ này. Tôi xin chia sẻ điều này một cách rất là hết sức mà gọi là tâm, hết sức mà nói về cái tâm đắc của tôi đó. Xin chào anh chị em các bạn diễn đàn. Chúc các bạn một lần nữa mùa lễ độc lập tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Luôn luôn hướng về tổ quốc và quê hương, cùng nhau phấn đấu và vươn lên. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm, Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta muôn năm. Xin chào anh chị em, bye bye.